Coi coi rắn nó ăn con chuột không bà con. Mình đang quay mà nó nhảy ra bà con ơi, trời mình đang quay mà cái máy nó nhảy ra ác ôn vậy. Đó bà con, hai con rắn mà nó quấn một con chuột mà đắng đó, đó bà con không? Thấy không? Còn đó nó quấn đó con riêng đó. Còn con rắn trong đó nó quấn trong thau nước, con chuột trong thau nước nữa kìa. Còn đó quấn đó. Đó bà con thấy không? Thấy quấn đây không? Đây đây cặp đây coi đây nó nè. Đó, còn đây nữa nè, đó. Ông nội kia ông lại dành nữa giờ đó, ông nội này nè, ông nội này ông lại dành nữa nè. Ông nội gõ gà không bà con thấy không? Quất nữa đó. Đó. Khổ không? Người ta lại quấn công lại ông dành rồi đó. Mình đang quay clip mà tóc con đè cái nó không cái sao nó nhảy cho ra rồi giờ mình không quay lại clip khác nè. Bà con thấy nó ăn con mê con mắt không? Đóng luôn. Ăn lông đầy đó, trong đó trong thau đó đang lộn trong thau nước luôn rồi nó nuốt cái nước luôn đó. Còn ăn ở đây nữa nè nó. Còn đó đóng đó hai con cũng có đó. Đó con cặp đó con cặp đó. Còn thằng này nó nuốt mới rồi luôn nè bà con. Còn thằng này thì đang nuốt mà nghe bà con, này thì đang nuốt. Đó. Đó còn đó đang lộn đó kìa, để mình quay cái đằng đó, còn đó nó nuốt rồi đó nghe bà con. Tại vì mình đang quay clip nãy clip đó mình bỏ rồi, bữa đang quay tóc nó không có máy nó nhảy ra. Sao máy nhảy ra mình ra bỏ clip đó rồi. Còn con này đang nuốt con chuột nè nghe bà con đó. Còn thấy nó nuốt không đó. Nuốt rồi luôn rồi. Mới nuốt rồi. Đây nè, đây thì nó đang quấn chuột ăn rồi. Dưới đó đó bà con thấy không? Dưới góc chữ A dưới đó đó. Dưới góc chữ A. Còn đây là ăn đây. Bà con thấy nó lú đầu không? Lú đầu đen đen đó là cục đen đen nhỏ nhỏ bằng ngón tay là đó không đó nha bà con. Nè bà con coi kỹ đây đó, đó mà con thấy là nó lú đầu đen đen là nó không đó nha. Bà con thấy không? Lúc đầu lên trên kìa. Nó lúc đầu lên nữa đó. Kìa giật ẻo ẻo dưới nữa đó nữa kìa đó. Con này nó nuốt con chuột thảm thương mà con ơi. Hai con rắn nó trong cái mỏ vậy con chuột này nè bà con. Không chịu táp nữa ha. Né hả? Nó khôn ha. Táp hụt liền ha. Hay như điện không? Con coi nè, đưa đầu lên nha. Cái cờ tạm chút bà con, nó hút nước thuốc rồi đó. Tạm ngưng chút rồi, nó ăn nhắn đó, nó ăn nhắn này, nó ăn rồi đó. Đông đông đẳng kìa đó, đó bà con thấy không? Tạm ngưng chút bà con ơi.
giờ cũng nọc đóng nữa kìa bà con. Đây là nút chỗ công cổ. Xe khúc này gắn lại đó nha bà con, xe cái đuôi gắn lại đó. Chắn là nhỏ quá, nhỏ mà nó xe khúc gắn lại này sẽ ăn không được quá bà con. Tại vì gắn lại phải mình cắt cục lại thì nó ăn được rồi đó. Mà này mình để quá dài không biết nó ăn được không nè. Cảm ơn chút đi bà con, nút sâu sâu mình gọi cho bà con coi. Để mình gọi lại cho bà con coi cái nữa ha. Nè bà con thấy nó ăn rồi phải không? Đó. Như đó đó đó, để mình kéo hình bự bự chút đi bà con ơi, cho dễ thấy chút nữa. Nhỏ quá sao không gặp, nè đó bà con thấy không? Mình thì khoái cho mê cho ăn chuột bà con, nếu nó giặt rồi nó có nó giặt lộn lộn này kia nọ mình coi nó mới đã đó, nó kêu đẳng ché ché rồi đó. Rồi để mình gọi dài dài đẳng cho bà con coi ha. Mình thì phải cho ăn chuột, ăn giặt, mình quay đồ coi cho bà con coi đồ giải trí được chơi nó mới đã, còn nhái thì nó nuốt mau lắm. Đây nè, nó ăn gắn lãi đó nha bà con. Đây, gắn lãi mình hết ra nó ăn rồi đó. Còn cái cục nó bự thì nó nuốt không nổi đó. Nó cái cục đó con gắn nó đang nhỏ nhỏ cái đầu lên đó thì nó ăn cái cục nó chưa nổi đó, đó bà con thấy không? Tại cái cục đó, con gắn lãi này quá trời nó bự rồi. Rồi đó thằng này nó nuốt rồi đó nha bà con. Gắn lãi. Còn thằng này đây nè, này nó đang chế sạn ăn đó nè, nè. Kìa con nó nuốt lộn có đã không, bà con thấy thương không? Con thấy nhìn con gắn nó nuốt con chuột thấy thương thì coi kìa. Nè con này nó lộn gắn lãi luôn rồi đó, đó. Đó bà con thấy chưa? Thì mình nói chung với bà con là con gắn hậu hành này đó thì nó không từ cái con gắn nào hết. Nó vẫn ăn bình thường hết. Rồi mình để gọi dài dài đắng cho bà con thì con gắn nào hậu hành thì nó cũng ăn gắn lãi bình thường đó bà con thấy không? Thì bà con hớt nhỏ nhỏ ra đó bà con thấy chưa? Đó. Nó cũng ăn nè, gắn lãi mình nó cũng hớt nhỏ nhỏ ra đó bà con thấy rồi đó. Còn mấy cái cục bự này thì mình kiều lại mình hớt bà con tại gắn nó ăn không hoài không được đó. Nó quá trời cái cục này nó bự rồi, phải chi nó nhọn đầu thì nó nuốt vô được một chút thì nó nuốt vô luôn à. Còn nó bự quá nó ngậm không giáp thành thử ra nó nuốt chưa được. Bây giờ mình kiều lại mình hớt cái đó. Đó thì nó đang ăn đó, ăn gắn lãi đó mình hớt cục cục đó bà con thấy không? Bà con thấy nó bóng thế ghê không? Đó, bà con thấy không? Gắn nó bóng đẹp thế ghê không bà con? Nhìn mấy nó thôi đó. Đây nó nè đó. Đó nó lộn đó ăn đó bà con thấy không? Đi đi đó đó, đó. Đó đó. Cô con này nó nuốt nè, chân ban trình bình luôn nè bà con thấy chưa? Nuốt chưa gồi nó thấy không? Bây giờ mình tạm ngưng một chút nha bà con đây nè. Nó đang ngậm cục gắn lãi chà bả lửa nè bà con thấy không? Là mình đâu đó đàng hoàng nha bà con, chứ không phải mình nói đùa giỡn bà con hay nó dốc láo đó bà con. Kỹ coi kỹ đi, nó ngậm khúc gắn lãi nè, này gắn lãi mình cắt rồi thấy không, đó, nó ngậm đó bà con thấy không, nhưng mà nó quá bự, con gắn này nó nhỏ mà sợ nó nuốt không nổi. Giờ mình phải hớt nó ra nha bà con, hớt nó ra là chút gắn lãi này quá trời nó bự rồi, nó ngậm cái họng không nổi thôi. Thì nó ăn đây đó là ngang bà con, thì mình sẽ hớt gắn lãi này ra hết chứ quá trời nó bự rồi. Thấy nó nuốt tội nghiệp quá, tội nghiệp chịu không nổi đâu. Đó bà con thấy nó xe nó lộn đó. Thì gắn hoa hành này thứ gì nó cũng quất hết, nó không từ đâu, gắn lãi, gắn lục, gắn gì nó cũng bữa hết trơn, buông trúng, gắn nước gì mình cũng có cho ăn đầy đủ hết trơn đó. Mấy cái clip rồi mình cho ăn gắn nước, gì gắn buông trúng nữa đó, bà con coi cũng thấy rồi, bữa nay là mình cho ăn gắn lãi đó. Thì bây giờ mình sẽ hớt nó ra cho nó nhỏ lại một chút cho nó dễ ăn nha. Rồi mình tạm ngưng cho bà con, tạm ngưng chút xíu đi. Mình hớt rồi cái hả?
con này đang nuốt chuột nè, con đó cũng nuốt chuột nè. Con thấy nó ăn chuột thấy thương không, coi mới đã được. Con nhái nó ăn coi không đã không đâu, nó đang ăn gắn lãi, đang nhóc cho nó nghe bà con, đó bà con thấy không, đó nó ăn gắn lãi nhóc cho nó, mình hớt gắn lãi ra là nó quất liền con cho nè. Con ngồi này nè, dưới không mồi không có, bò lên giò mình nè, nó rồi tạm ngưng bà con, tạm ngưng chút đi, mình hớt gắn lãi ra đó hả bà coi con gắn, bà con coi con gắn này nè, nó nuốt con chuột gì đâu bà con thấy tội nghiệp không. Nhưng mà con gắn á, nó nuốt con chuột bự á, thì nó nuốt được, mà cái cục gắn lãi nó nuốt hơi khó, con cái là cục gắn lãi cái xương nó cứng nha bà con, cho nên nó phải chi nó bắt từ cái đầu nó nuốt vô thì nó lọt, còn con chuột á, thì nhờ cái đầu nó nhỏ đó bà con thấy không. Con nó nuốt bà con thấy thảm thương không. Rồi mình cũng tạm ngưng một chút xíu nha bà con, tạm ngưng một chút xíu tại mình quay cái cảnh gắn lãi cho bà con ăn biết rồi, nhưng mà mình phải hớt cho nó nhỏ lại một chút nữa mới được. Rồi mình quay lại cho bà con coi xương lại cái nữa, rồi mình cũng tạm ngưng cái clip này luôn bà con ơi. Đó bà con thấy không, gắn gì đó, nó trắng như bông bưởi không bà con. Được kìa, trời ơi giặt nữa đó bà con thấy không. Thì mình cho ăn chuột không bà con, đó bà con thấy nằm trong vách một cục, ngoài này một cục đó thấy không, đây một cục, đây cũng đang ăn ở đây nè, đang ăn là gắn lãi đó nghe bà con, gắn lãi mình hết ra nó ăn đó. Không nói là thằng hô hành này nó không nói từ thằng nào hết, gắn nào nó cũng đẻo hết trơn. Đây thì thằng này nó đang nuốt con chuột, bà con thấy thảm thương không. Thì mình nạo ngay mình cho ăn, thì mình phải cho ăn chuột bà con, cho ăn chuột nó giật coi đã lắm, mình phải chỉ có nhiều thôi. Nuôi gắn thì mình đam mê, có cái là mình đam mê cái cho ăn chuột giật có sướng, mà này con chuột nó quất cái no tới mấy bữa nó mới ăn một lần nữa. Mình cho bà con coi cái này nữa, mình cũng tạm ngưng nha. Đó, nhỏ xíu mà nó ăn con chuột chà bá lửa đó, bà con thấy không? Đó cũng vậy đó, đó, nó ăn đó. Rồi mình cũng tạm ngưng luôn bà con, mình chào bà con hết rồi. Đêm ngày mai rồi mình cũng làm clip nữa, mỗi bữa mình cũng trải lên bà con một clip cho gắn nó ăn chuột coi chơi ha. Mình cũng bữa nào cũng cho ăn hết, mình bữa nào cũng quay cho bà con coi. Gắn lãi mình cũng đã hết ra rồi đó bà con thấy không, miếng đó nè, nó nhỏ nhỏ nằm trên cỏ đó bà con thấy rồi đó. Thì mình cho ăn gắn lãi hay hoặc cái gì mình có được thì mình cũng nhớ hết cho nó ăn hết trơn, không từ thằng nào hết trơn, ăn nhôm dách rồi mình cũng tạm ngưng luôn bà con ơi, tạm ngưng bà con luôn.